Cô chào các con, chào mừng các con đã quay trở lại với kênh Hoàng Gia Studio. Đây là kênh đọc sách truyện dành cho các bạn nhỏ lứa tuổi thiếu nhi. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các con một bài thơ viết về người ông. Bài thơ có tên là Ông Em. Bài thơ này nằm trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1. Bây giờ cô bắt đầu đọc thơ nhé. Ông em. Ông em tóc bạc, trắng muốt như tơ. Ông em kể chuyện ngày xưa ngày xưa. Chuyện vui như Tết, chuyện đẹp như mơ. Em ngồi nghe chuyện, mê mải say sưa. Lần này cô sẽ đọc lại bài thơ Ông Em và sẽ đọc chậm hơn. Các con hãy cùng tập đọc theo cô nhé. Ông em. Ông em tóc bạc, trắng muốt như tơ. Ông em kể chuyện ngày xưa ngày xưa. Chuyện vui như Tết, chuyện đẹp như mơ. Em ngồi nghe chuyện, mê mải say sưa. Các con vừa nghe cô đọc xong bài thơ Ông Em. Ông của bạn nhỏ trong bài thơ tuy đã nhiều tuổi nhưng rất thương yêu bạn nhỏ, thường xuyên kể cho bạn nhỏ nghe các bài thơ hay. Các con hãy tập đọc thuộc lòng bài thơ này để về nhà đọc thơ cho ông bà và bố mẹ cùng nghe nhé. Cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con ở những buổi đọc thơ lần sau. Các con hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Hoàng Gia Studio nhé. Hẹn gặp lại các con. Bye bye!